anh em coi nè, khuôn mặt của nó nè, nó từ ở dưới Hà Tiên ông anh gửi lên cho nó nè, nó bây giờ ăn uống dùng quỳ nè. Đó. Bây giờ đây tí đàng hoàng hết trơn rồi, nó đau cãi có hết rồi nè. Nó giờ chơi giọng vậy là tính sao? Nghĩ. Để tối đâu mày ăn luôn chứ giờ sao vậy? Thằng này mới xử nó mới được. Còn ra bãi kiếm nó coi. Lời thêm nha. Lại là cháu đây. Hôm nay cháu sẽ có một trời mặt cho bất ngờ dành hai ngự luôn. Là cháu sẽ nói có ông anh tự với Hà Tiên á gửi xe lên cho cháu một con mực cũng bự mà loại ngon. Rồi cháu sẽ kêu ông chú vàng tú gì đó hai ngự đi chạy mua gao. Rồi bắt đầu cháu nói cháu sẽ chạy ra chạm lấy, là tại vì tới mà chạm rồi cho nên chạy ghé đây trước thông báo kêu anh em mua đồ, kêu mua này kia nấu, rằng là cháu chạy đây trước rồi về cửa là để lên làm luôn, không phải là mực nha mà là cái áo ngực á. Bây giờ là cháu chạy đi mua cái thùng với một cái áo ngực, mọi người xem tiếp nha. Này cái thùng mình mua rồi nè với một cái áo mới đó, rồi quên thêm con gạch nữa cho nặng đó. Thấy không? Xong nè, xíu mình quấn con keo lại. Giờ thì mình chạy ra ông chú coi có con Tú ngoài không, rồi kêu bóng điện cho con Tú nha. À, chú ơi, Tú sớm vậy nó có vô đây không? Không con. Ông xíu ông điện nó kêu mua này kia đồ vô làm ăn ơi. Có ông anh đóng tự với Hà Tiên gỡ lên con mực cỡ 2kg á, cái mấy 2kg á, bự lắm á. Mực lớn gì con tính làm gì ăn? Thì mực thì chỉ có nướng sả tế nè với xào. Mà giờ này mấy giờ rồi? 3 giờ mấy nè. 3 giờ mấy rồi, mấy giờ mua xào không đi. Ông điện nó đi, ông điện nó kêu nó mua cái gì đó xào. Rồi đấy điện cho. Còn ông có hành phi với tỏi trong đây rồi phải không? Có rồi, trong nhà có. Vậy thì kêu nó mua mấy kia thôi. À Tú ơi Tú. Rồi lát nữa con chạy ra chỗ bác á, con ghé chỗ thương giao nha, con mua nhớ rau cần rồi với dưa leo. Với cà chua con. Ờ anh chảo ở Hà Tiên gửi đưa mấy cái mực kìa bự lắm kìa. Nó kêu mua xào gì đó. Ờ nhớ rủ mấy đứa nữa nha. Rồi thôi ạ. Đấy đi tranh thủ đi con chút xíu nữa con chạy ăn lấy. Thì để tao vô làm ba cái tỏi với hành đầu phi trước. Ờ đi. Mua nhiều không? Gì có mấy trái vậy? Nhiều có mực. Mực bự lắm cả ký lô luôn đó. Con hồi điện mấy nó lo ăn nữa nghe, điện anh em lo ăn nữa đó. Điện này ăn rồi về đi mua thêm. Ai biết là tưởng có ai rồi. Làm đi. Cái tiết kiệm thiệt bây à. Tú kìa. Nghĩ sao một đống nè, nước ba chú cháu ăn không nói thì tính bữa nay rủ anh em ăn luôn. Tôi chú hết ăn mực rồi, mà tôi đâu ăn rau cải đâu mọi người. Chút xíu ấy đi rồi điện cho nó. Chú không phải đi giấu cho nó thơm chú. Để gọi làm từ đây gọi cầu vô cái làm cũng cái này xào hay vậy? Xào. Mực thì xào thôi chứ đâu làm cái gì đâu. Xào ngon. Xào ăn ngon hơn. Chứ còn giờ là mày thử là mực ớt sa tế cũng ngon mày. Ủa chở ông anh mày ở đâu chở? Ông ở Hà Tiên á. Đi Hà Tiên cái trung đoàn 20 phải không? Bữa nào kia ông gửi tao hai trái đồ đạn coi. Cái gì vậy? Trời, đám cá bên không kìa. Có gì bự lắm. Chọn Tú. Chọn Tú cho quanh sát. Đồ này anh đội nó hồng lên trời. Cá tính. Đâu nó cái nó dính gì đâu, có thấy dính gì đâu. Giặt rồi, nó kia. Nó nào nó trắng hả? Lên lấy anh thắt lên. Còn ghê chứ. Vô ông vô gửi bàn thờ cho nó đi. Tao cũng bàn thờ kìa, cháu nó ngồi rồi, ngồi đâu? Ngồi đâu đó nè. Đi. Chú nãy bằng tỏi đó, chú làm tỏi đó. Ủa, xong rồi đó. Rồi. Lắm. Ngon. Qua nước. Đâu hả? Rồi biểu diễn nữa. Ủa. Đủ. Trời ơi. Chú. Muốn gì nữa anh ơi. Anh khoái kìa. Cái này mà
không 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 đâu 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 có gì đâu đâu gì đâu ai qua cá mấy miếng à có mấy miếng dưa leo à gỗ không à tai nạn luôn đó luôn có tai nạn mày sợ đâu không sao mày đó kiến cắn rồi luôn trời nè nó cầm nó gỗ rồi đó đâu biết nó vô vẻ theo con nhỏ kia nhìn nó tốt đâu mày quay á trời ơi hay quá mà Tú ơi Tú mẹ lộn xộn được rồi cãi thôi lấy nhiều nãy mua đồ nấu lẩu luôn ha lẩu là tối nè có con Thông nữa cho con Thông nó ăn luôn tao lấy à yêu à xong rồi đó ấy nè để tao chạy ngoài tao lấy thùng mực vô cái ở đi đây đây Tú bữa nay ở không đương nhiên có mực ăn nha cái chùa là chút lên dịch tôi nạo trong coi yên tâm bữa nay tao xào hết tụi coi xào riết mình bào cái vụ mà vụ hôm nay nó bị tôi sớm là tôi đổi một bên trễ bụng từ bên em chạy qua đây nhiêu cây không khoảng 13-14 cây anh chảo điện mà mới điện cái chát mà tính ra cái này cũng xiên nha từ bản mà ông lê bầu trường tới đây ông lê bầu trường về bản này cũng xiên vậy ngái cây cũng nó đổi ăn ở không có mực bự bự ăn im mà ừ, cũng thảo dữ nè thằng này bà con chứ bất giới nè rồi bây giờ ha cối chột lại luôn khỏi cho ăn luôn tới anh em ơi mực tới mực tới chạy dữ à sao hết à? Ủa, nước nào ông nội? Trời ơi, đây chạy nhiều trời ơi đậu trời ơi mười mấy cây số chèo đây dạ coi nè chú cho anh mình vậy nè trời đất quỷ thằng ơi thằng này còn ăn uống gì nữa à, anh em coi nè con mực của nó nè nó ở dưới mặt tiên anh gửi lên cho nó nè nó bây giờ ăn uống gì vậy nè bây giờ nó tí đàng hoàng hết trơn rồi nó đau cãi có hết rồi nè giờ chơi vọng vậy mày tính sao nghỉ để tối nó mày ăn luôn chứ giờ sao vậy thằng này phải xử nó mới được còn ra mày kiếm nó coi đi mua nước rồi mua nước rồi nó chốn nó chạy về luôn rồi đó mày nghĩ coi á hôm qua á thì chơi tao cho tao uống ba bùn tạt tao muốn chết rồi hên nó quá với tao lắm lại nha mày qua mày đây móc điện thoại mày điện cho tao coi nó vậy nó chạy về nhà luôn trốn buồn nhà đấy giờ biết kiếm nó đâu ra chạy về cái nhà nó vô nhà nó luôn chứ nó kiếm nó thằng này bữa nào ấy chơi nó lại mới được nó làm gì vậy giờ con thấy không nó làm rồi xong xuôi chơi rồi giờ đợi nó không có gì xào rồi cái gì ăn ăn uống dụng què gì nữa để này tối nó mẹ ông nội một ngắt hết trơn rồi trời nãy rồi để hai chú cháu mình tối nấu mì ăn chứ mất mấy mày tôi để chứ không tao bị bỏ luôn đó là cái này tôi mua chứ không phải nó mua à rồi giờ sao hai đứa sao nữa mày không chơi vậy thì tính sao gì nữa mày thấy người mày sao không chứ chạy qua đây mười mấy cây chơi vậy lại có một chuyện tới rồi đó để đi nữa anh em mình kiếm trò chơi nó lại chứ sao bỏ vậy rồi về đây rồi bố phải nào cũng chơi cái vốn nặng nặng không mới được thôi video của anh em mình cũng kết thúc tại đây nha anh em nó chơi anh em mình vậy cay lắm mà cay không bằng chú bảo vệ giờ bây giờ cái clip cũng dài rồi ai yêu quý cái tem của chảo thì nhớ để lại một like share subscribe nhớ ấn chuông đăng ký nha để mình ra clip mới là có thông báo nha anh em còn ai muốn mình cho là anh chảo thì comment phần dưới nha thôi bye bye anh em.